Vì sao chúng ta vẽ chưa đẹp? Vì sao chúng ta vẽ mãi không được? Tốn rất nhiều bút chì, tốn rất nhiều mực, tốn rất nhiều giấy mà chúng ta vẽ mãi nó không được. Vẽ càng vẽ càng xấu. Nhưng mà khi chúng ta vừa vẽ theo các cái bức gọi là sao chép lại thì chúng ta lại vẽ được ngay. Vì sao lại thế? Thì đa phần tất cả các nguyên nhân đó là đều là do chúng ta còn đốt cháy giai đoạn. Các bạn học một cách nó không bài bản, quy trình của mình nó không chuẩn. Thì chúng ta chưa được bài 1, chúng ta đã hấp tấp vội vàng vào bài 2. Chưa nắm được căn bản, đã đòi học nâng cao. Với bài ngày hôm nay, mình lấy cho các bạn một cái mẫu nó cũng tương đối là dễ. Nhưng mặc dù nó dễ nhưng mà các bạn để mà vẽ được nó thì các bạn cũng phải vẽ mất vài tờ giấy. Vì sao lại thế? Bởi vì trong các cái mảng miếng dễ này của nó còn liên quan đến các cái yếu tố nhịp. Ở đây nó có cái mái nhà nằm chéo, mái nhà nó hơi ngang, rồi con đường đấy, mà con đường nó hút nó gần như là thẳng rồi. Thế chúng ta sắp đặt các tỷ lệ này nó như thế nào? Thì việc đầu tiên của chúng ta cũng phải tính đến chúng ta sẽ lấy cái gì làm cái mảng chính, lấy cái gì làm chủ thể. Khi lấy được nó rồi, chúng ta nhận định được nó rồi thì chúng ta phải khái quát được nó ra, sắp đặt ở đây bao nhiêu là vừa, đúng không? Tỷ lệ của nó như thế nào để đảm bảo được sức căng. Có sức căng rồi chúng ta phải làm sao tính toán được các cái miếng phụ, nó như thế nào để cho nó tạo được cái sự cân bằng, tạo được sự bổ trợ cho cái miếng chính. Đấy, ví dụ giờ chúng ta tìm một cái đường chân trời. Đường chân trời này chúng ta không nên lấy ở giữa. Đó, chúng ta có thể lấy xích bên trên hoặc xích xuống dưới, thì tránh lấy ở giữa. Chúng ta phân được cái mảng lớn này ra. Ví dụ cái đường này là giữa của tờ giấy, chúng ta cũng không nên lấy cái con đường, cuối con đường nó vào đúng giữa tờ giấy này. Các bạn ấy lệch ra. Đấy. Cái này cũng thế, cũng chúng ta không đâm vào góc này. Nó góc này gọi là góc chết. Vạch ra một đường, đúng không? Đấy, các bạn có thể vạch đường thẳng, hoặc các bạn có thể luyện dần để tạo thành các cái miếng chuyển, các cái đường chuyển, để cho các miếng hình của nó có cái độ uyển chuyển mềm mại. Để nay mai chúng ta sẽ vào sâu hơn, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề là tổ hợp của nét trong một bài vẽ. Đấy, chúng ta có cái nét chéo này, chúng ta có cái nét dọc này, cái nét dọc đây của chúng ta bên này nó khuất lại. Đây các bạn không nhìn hết thì đây các bạn vẽ đường thẳng ra. Đây, để thẳng ra. Tiếp tục đây chúng ta giờ lấy cái miếng này của nó, chúng ta lấy cái lưng trên này nó khoảng vào tầm 2/3. Đấy, đây thì tại sao lại 2/3? Đấy, ví dụ chúng ta lấy nó nhỏ hơn, chúng ta nhìn nó lọt thỏm. Đấy, cái lọt thỏm này rồi thì cái tỷ lệ nền xung quanh nó lớn nó sẽ làm cho chủ thể chúng ta bị nuốt chửng lại, nó nhỏ lại. Đây, chúng ta sẽ lấy ở cái mức độ vừa vừa này, chúng ta tạm thời phát ra. Đây, đây là cái miếng của cái mái nhà bằng xi măng. Ok. Đấy, tiếp theo chúng ta có miếng chéo rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục lấy một cái những cạnh xiên như thế này. Đây là của nó là của cái mái nhà ốc chích cái này, đúng không? Rồi đây chúng ta có thể điều chỉnh nhá, chúng ta có thể điều chỉnh các cái ở đây. Ví dụ hai cái đường này trên mẫu nó hơi sát nhau, chúng ta có thể để nó lệch ra để cho nó có thể nó đẹp hơn. Này có thể cho nó hạ thấp xuống một ít để có thể nhìn được cái phần của mái bằng xi măng bên trên kia. Đấy, rồi đấy. Ở đây chúng ta có một cái bờ của tường rào. Đây, cái bờ tường rào này cũng rất hay. Cái bờ tường rào rất hay. Nó tạo cho chúng ta có cái độ chuyển. Đây, có độ chuyển. Dẫn vào đây. Ở tại chỗ này chúng ta có một cái bức tường khác xây đẹn vào. Đấy, đây nó sẽ là có những cái nó có cái đặc trưng riêng trong cái khung cảnh này. Hay là chúng ta có một cái mảng ở phía bên trái. Chứ cái mảng phía bên trái, nếu như cái mảng bên phải này chúng ta cũng lại lặp lại các cái vị trí này của nó đều đều song song này, thì nó lại tạo một cái sự lặp lại, một cái sự làm đối xứng, cân đối quá thì nó sẽ tạo ra một cái sự cứng nhắc. Đấy, chúng ta bắt đầu mới tìm đến các cái tỷ lệ mới lên cho nó. Ví dụ đây là có một cái cổng, chúng ta sẽ để lệch cái cổng này so với cái phần sau của bức nhà, của cái tường nhà này. Rồi cổng này nó có cái mái bằng tôn, đúng không?
rồi đây chúng ta sẽ để lệch cái ra. Đây nó có một cái trụ. Đấy, cái này là chúng ta bắt đầu cần đến kiến thức của hình họa đây rồi đây này. Đây. Đấy, xong đây của nó có bức vách tôn. Chấp nhận bức vách này. Đấy, đây là đặc trưng của cái con ngõ này. Đấy, cũng như là chúng ta sẽ tìm các cái đẹp của nó và tôi sẽ nói sau cho các bạn. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái khu vực ở cận cảnh. Là tiếp theo đến các cái miếng ở xa. Đây, bây giờ chúng ta nhìn thấy ở đây có một cái bức tường hoa. Bức tường này, cái này là con dốc. Cái bức tường này của nó cũng giật chích rắc. Thế nó cũng không phải là thẳng. Ở đây nó có một cái con ngõ vào đây nữa. Đấy. Rồi. Đấy. Thế ra đây chúng ta có cái phần cây ở đây. Tạm thời tạm một cái mảng ra đây. Tiếp tục là cái ngôi nhà phía xa. Đấy. Chúng ta tránh các đường để đừng để trùng nhau. Đấy. YouTube nó có cái tính năng chúng ta để zoom được lên, cho nên là mình cũng không làm các cái video để chỉnh sửa phải zoom các cái vị trí cắt này. Các bạn muốn xem nó sát nó rõ thì các bạn zoom nó lên. Này, đây có một cái máy nhà, đằng sau còn cái máy nhà nữa ở cái khu này, nó như cái khu của chỗ của công sở đây. Đây cái nhà hai tầng công sở đây. Rồi. Đấy, này cái hai tầng. Đấy. Bắt đầu đến cái ở cái chỗ này nó tham gia có thêm một cái mảng cây ở đây. Đây chúng ta vạch cái mảng ra. Đấy, chúng ta đi cái mảng này khéo làm sao để chúng ta lấp ló ẩn hiện được cái phía đằng xa, đừng để nó khuất hết, bạn đừng để nó phô ra nó cụ thể quá. Một cái cây gần hơn nữa ở chỗ này đúng không? Một cây gần nữa ở chỗ này, cây này chúng ta có thể để cho nó giao sang bên này được. Đấy. Đấy. Đấy, các bạn mà mới học thì các bạn có thể chép chậm rãi theo các bước như thế này. Đây là một cái cây. Nhớ là các bạn chú ý là các cái đến cái nhà kia chúng ta còn điều chỉnh được, phải nói gì là cái mảng miếng của cây. Đây, ở gần đây có một cây mít to chỗ này nữa. Đây, cái mít to đây. Đây. Cái cành này la phía trong. Đây. Cái cành la phía trong này chúng ta chú ý diễn tả làm sao cho nó khéo. Đấy. Một cái bài này nó hết sức căn bản. Hôm nay mình sẽ làm chậm rãi cho các bạn để các bạn xem. Đấy, ở đây có một cành nó vươn ra, ở đây nó có một cái gọi là thành chùm quả. Đấy. Đến tiếp là hoàn thiện nốt bên này, chúng ta đây có một cái mảng của cái mái tôn chỗ cái cổng ở đây. Đấy, ra chỗ này của nó là có một cái mảng rỗng. Đấy, cái mảng rỗng ở đây. Cái đường chỗ này có cái tường, chỗ này có cái tường rào nên rìa chỗ này ra. Đấy, chúng ta mở cái khe này rộng thêm. Đây mình mục đích mình để cái khoảng này trống hơn để mình mở cái khe này ra để cho nó nhìn có phần thoáng vào trong này hơn. Đấy, cái này không hình dung ra, chúng ta có thể bịa thêm cho nó một ít. Đấy, ở đây nó có cái vỉ, cái mái này bao giờ nó có cái vỉ kèo ở đây, nó nằm ở giữa này lên. Đấy, trong này cũng có thể có một cái mái của cái nhà bếp cái gì trong này nữa đi. Đấy. Đấy, thế là về căn bản là chúng ta đã có một cái bài dựng hình cho cái bài phác thảo. Đấy, một con ngõ. Đấy. Đấy, xong đến nhiệm vụ bây giờ tiếp theo chúng ta là chúng ta bắt đầu kết hợp điều chỉnh và đi vào chi tiết. Đấy, đề đại học xây dựng năm nay 2024 thì các bạn cũng biết rồi. Đấy, vẽ về một con ngõ hay một cái khu phố mà nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đấy, thì khi các bạn học các cái bài như này rồi thì khi đề ra chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể làm được ngay lập tức. Thế mỗi cờ vào đây cái là nó xong cái gì đâu. Ở cái chỗ này của chúng ta là nó có một vài chi tiết phụ. Ví dụ như cái tường nó xứt sở, rồi chỗ đây có cái tấm mô rô xi măng nó gác bên trên. Đấy, nó gác bên trên.
Thế các bạn lưu ý rằng chúng ta vẽ cái này thì cái gì hay thì chúng ta cho thêm vào, cái gì dở chúng ta nên giản lược bớt nó đi, giảm lược cái đi. Đấy, hay là chúng ta lấy nhưng mà chúng ta phải đi khéo. Ví dụ như đây một cái mảng đất đá vụn vặt rồi lá cây nó rơi, vỏ cây nó rơi ở đây, thì các bạn phải chú ý cái miếng này của nó nằm ra phía ngoài đây rồi. Thế nhưng mà cái mảng ở phía gần đây chúng ta nó rất là rộng, cái khoảng không này rất là rộng. Nên nếu chúng ta để cả cái mảng này trắng, nó rộng quá thì nhìn nó cũng trống trải. Thế nên chúng ta muốn nó hay hơn thì bắt đầu các bạn một là có thể giả định đây là một miếng bóng đổ, hai là các bạn có thể lấy đây và là một cái miếng đậm của các cái đồ mình vừa bảo đây này, các cái lá cây đây, thì các bạn phải gợi nó ra, ví dụ cho nó tập trung vào khu này. Chúng ta sẽ dồn đậm, dồn rõ vào cái khu ở gần đây hơn, xong đó ra xa chúng ta sẽ lại buông dần nó đi. Đấy, ta buông dần cái nét chỗ này, chúng ta sẽ buông dần nó đi. Đấy, ở chỗ này nó có cái mảng tường vỡ ở đây. Đấy, chúng ta cũng có thể gọi nó vào. Đấy. Đấy. Về lý thuyết là cái gì hay thì lấy, cái gì dở là bỏ. Nhưng mà cái đấy cũng phải có một thời gian chúng ta mới nhìn được cái hay. Đấy, có một thời gian chúng ta mới luyện bỏ được cái dở, chứ không phải chúng ta đã làm được ngay đâu. Đấy, nhưng các bạn đầu tiên cứ phải nắm lý thuyết và thuộc lòng nó đã, tuân thủ các phương pháp. Đấy, kể cả cái nét này các bạn chú ý ở gần nó nhìn rõ hơn, các bạn có thể vẽ nét nó cong cong, xong ra xa thì các bạn để nét nó thẳng. Ở gần chúng ta có thể vẽ một vài các cái đường sọc của cái tấm mô xi măng, ra xa cũng tạm phải buông. Đấy. Cái tán cây ở phía xa này các bạn gợi cái mảng nó khái quát thôi. Đấy, tạm thời ví dụ chúng ta kết hợp khi mà nó rối quá, các bạn có thể kết hợp lên cái sắc độ cho nó. Đó, chúng ta gợi khái quát của cái mảng này ra. Làm rất nhiều các video về bài học căn bản rồi, nên ở đây không nói về cái bài học căn bản nữa. Ở đây chỉ muốn nói cho các bạn những cái làm sao để chúng ta vẽ cho nó đẹp hơn, dễ hiểu hơn và làm được dễ dàng hơn. Đấy. Cái cây của nó nhiều bạn vẽ cũng còn rất xấu. Đấy, bên này còn có một cây nữa, nó nhô ra đây này. Đấy, cái này cũng được. Đấy, cho nó bớt các cái đường cứng, đường thẳng bên này ra. Đấy, bên này có thể lấy được một cây đây nữa ra. Đấy, cái gì hay thì chúng ta lấy. Đấy. Nhiều bạn còn thắc mắc là vì thầy không làm cái video căn bản, với cả các cái bạn, nhiều các bạn nói không mang tính chất xây dựng, lại bảo vẽ nhanh thế ai mà vẽ được. Đấy là các cái bài đã trải qua các cái bài hướng dẫn rồi, mình không hướng dẫn lại nữa. Có các cái bài mình phải làm đa dạng, có bạn thì cần các kiến thức căn bản, có bạn thì cần các kiến thức của nó bắt đầu nâng cao dần, nhưng không thể là giờ có loanh quanh hướng dẫn hết bài nọ bài kia căn bản được. Các bạn chịu khó trước khi nói, các bạn suy nghĩ và các bạn tìm các cái video. Nếu không có các bạn hoặc thiếu hoặc là thấy các cái video làm lên nó còn khó hiểu, hoặc là chúng ta cần phải giải quyết ở cái dạng khác cho dễ hiểu hơn, thì các bạn cứ comment vào để mình có thể hỗ trợ được thêm về các cái kiến thức. Thì chúng ta không nên nói những cái giọng điệu nó không mang tính chất xây dựng như thế.
có các bạn mà vẽ tốt rồi các bạn lại lại bảo là góp ý là làm thế này không đúng rồi, làm thế này chưa được, thì chúng ta cũng lại phải xem xét là có cái bài đấy là những bài dành cho các đối tượng còn chưa biết gì. Khi đối tượng chưa biết gì thì nó ngây ngô lắm, nhiều cái nói ra như thừa luôn, nhưng mà với các bạn đó thì nó lại là cả là một cái bầu trời kiến thức. Chúng ta hết sức thông cảm, phần nào các bạn hiểu rồi chúng ta có thể tu hoặc bỏ qua, phần nào chưa hiểu thì các bạn tham khảo thế thôi. Đấy, chúng ta đẩy động cái chỗ này lại để cho nó cái mái của cái nhà này nó bật ra. Cái mái này nó bật ra thì mình mới tôn được cái chủ thể đấy lên được. Đó, nhiều bạn chưa hiểu hết này cứ bảo là gần tỏ xa mờ, sao chỗ này chúng ta lại làm rõ thế. Chúng ta cũng làm rõ nhưng mà các cái mảng giáp danh với nhau thì chúng ta không làm cho nó quá là bật ra. Đấy, ví dụ cái cây bên này chúng ta nó nằm phía đằng sau thì chúng ta thể cùng một lớp chì khai quát nhẹ nhàng, chúng ta là làm đậm hơn miếng bên này, thế là nó gây được miếng này nổi lên. Ngày tiếp theo đến cái cây ở giữa có sự đan xen, các bạn phải cố gắng tìm được các cái khoảng không của cái nền trời để chúng ta nhìn được nó xuyên suốt ra phía đằng sau. Nó sẽ tạo ra được cái phần thông thoáng cho bức tranh, nó đỡ bị bế tắc. Nhờ bạn là cứ cho cây vào xong bắt đầu nó bí hết cả cái phần ở phía trước, nó làm cho cái khoảng đó nó bị bế tắc lại, nhìn bức tranh nó rất là ngộp thở. Đấy, rồi các cái thân cây cũng thế, nhìn trên kia thì cứ bảo là trong tối tại sao thầy lại vẽ để là sáng cái kia. Chúng ta đang diễn tả về đậm nhạt trên cái độ đen trắng. Đấy. Thế nên là chúng ta làm sao cho nó nổi mà vẫn tạo ra được tương quan là ok. Chứ chúng ta đừng có nhìn và máy móc quá. Đấy, các cái cây này nằm phía sau. Vẽ bút chì ở trên các quyển sổ này nó không như chúng ta vẽ ở trên các bảng, nó êm nó mềm, cho nên là chúng ta phải sử dụng cái bút đậm lên một chút. Các bạn có thể sử dụng bút 8B để vẽ. Thế thì bút 8B, bút vàng cũng được, bút xanh cũng được. Cái bút màu xanh lam thì nó hơi nhiều dầu. Đấy, cái bút đấy vẽ cũng hay nhưng mà với các bạn mới học thì cái đấy nó sẽ tẩy nó khó, nó dễ bẩn dễ bết, để chúng ta cũng nên khám phá tìm hiểu. Nhưng mà trước mắt là cứ làm những cái gì nó căn bản nhất là với cái bút chì vàng như này, cũng là một cái họa cụ tốt cho các bạn mới học. Các cái nét vẽ của các bạn mới là các bạn hay bị cho nó rộng cho đây thêm tí, là các bạn hay vẽ bị cứng, mà chúng ta cứ bị áp dụng nặng nề quá vào cái lối vẽ của hình họa. Chúng ta đang phải làm về một cái dạng vẽ của phác thảo. Đã phác thảo là nét, nó phải là nét của dạng phác thảo. Một cái nữa là chúng ta lại đánh bóng thế, chúng ta lại hay thiên về hình họa nhiều quá, nên là các bạn bị một cái tật là bị diễn nhiều. Thì để khắc phục được điều đó thì các bạn chú ý rằng chúng ta phân các cái mảng tối, các vùng tối của nó vào để chúng ta gạt nó lại. Các cái lớp sắc độ sáng nhất hay là gần chỗ sáng nhất. Đấy, có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3 cấp chúng ta có thể tạm thời để nó trắng hết đi. Chúng ta sẽ phân làm hai dạng, một dạng là những chỗ nào tối nhất chúng ta đẩy vào, những chỗ nào nó sáng và gần sáng chúng ta để chừa trắng nó ra.
Đấy, chú ý đến cái bài họa. Chỗ đây của chúng ta nó gần, chúng ta nhấn vào đây hơn. Ra đằng kia chúng ta buông. Mép trên gần chỗ này chúng ta đẩy đậm hơn. Nó cần làm này rõ để nó bật được cái phần của cái tường này nó sáng lên. Khi này sáng lên rồi chúng ta làm cái này chúng ta có thể đẩy thêm lên, nhưng mà chúng ta phải buông dần nó đi. Ra đây đừng có làm rõ. Chú ý các cái nét đừng trau chuốt quá. Chúng ta phải tạo ra được một cái tổ hợp của các nét, tổ hợp của các cái mảng, và kể cả đánh bóng cũng phải tạo được cái tổ hợp của các cái lối đan nét. Có chỗ chúng ta có thể là liền như thế này, có chỗ chúng ta có thể là nét rời, có chỗ chúng ta có thể đan chéo, có thể có chỗ cần khỏe lại phải vuông vức. Đấy, cho nên là chứ đừng có di, các bạn à, hay có một cái thói quen là cứ phải di này, nhìn nó di cho nó dễ nhìn này. Cái cây này các bạn chú ý này, cái độ cong của nó không phải là nó cứ hướng chéo ra ấy đâu, mà nó đang cong là phía đằng này của mình. Chính vì thế nên là ở dưới này nó sẽ đậm hơn. Đấy, cái chỗ này nó khuất lại, chúng ta hình dung như đường cong, chỗ này nó khuất lại, nó sẽ đậm hơn. Nên bình thường vẫn hướng dẫn các bạn là gần góc tán cây bao giờ nó cũng đậm hơn. Nhưng trong bài này của nó thì nó sẽ đậm hơn cả ở phía bên trên, nó giáp cái tán cây và kể cả phía bên dưới. Đấy, bởi vì nó đang cong lại thành một cái đường cong lồi về phía mình. Đấy. Lúc mới học các bạn không nên quá nghĩ rằng cái cây này của nó lá nó phải tả thế nọ, lá phải tả thế kia. Đơn giản bớt đi, chúng ta nhìn theo cái khái quát chung. Ví dụ đây là cây mít chẳng hạn, thì cái tán nó hình gì, chúng ta quy về cái mảng lớn chúng ta làm đã. Đừng có nặng nề quá với tiểu tiết. Các bạn rất hay chú ý vào xa vào các tiểu tiết nhiều quá. Tìm cái tán đậm thêm bên để cho cái thân cây phía gần mình bật ra. Đấy, mình dùng bút 8B và nhấn, còn độ đậm của nó còn chưa cả lên được hết. Đấy, chưa lên đủ theo mong muốn. Nên nhiều lúc vẽ bút sắt rồi vẽ bút chì chán tay luôn. Tiếp tục đến cái ngói này. Đấy, các bạn bị một cái lỗi của cái ngói này nữa, cũng giống như là các cái hàng gạch của cái nền ấy. Lúc thì làm đều quá, đấy, lúc thì lại buông đột ngột quá. Đấy, chúng ta nhìn ở gần đây của nó thì chúng ta vẽ nó rõ ra hơn. Đấy, xong ra đến đoạn trung gian khi chúng ta nhắc lại, đấy, thì cái nhắc lại này của nó sẽ không có một cái công thức, có một tỷ lệ nào cả, mà nó phải bằng cái cảm nhận của các bạn này. Ra đây của nó thưa thưa ra, nhắc lại nó. Trong hội họa nói chung và trong các cái bài học vẽ hay là các cái bức tranh sáng tác cũng thế, bao giờ chỉ dừng lại, nó là một, nó không có một công thức nào cả. Đấy, chúng ta cảm nhận tốt thì chúng ta sẽ dừng được vào thời điểm nó chuẩn. Thế còn không có thì một là nó quá, hai là nó chưa tới.
gọi thêm chút nữa ở dưới này để cho cái mái ngói này nó bật ra hơn. Đây là bóng đổ của nó, không làm kịch ra đây, để gọi ít chỗ này thôi. Đấy, chúng ta cơ bản được cái vế bên trái này tối một tí, nhớ nhé, trong này đậm ra đây là phản quang, nó tạo ra được cái độ dày, tạo ra cái tương quan, tạo được độ hút ra phía đằng sau là vào cái nền trời chúng ta đang để trắng đấy. Đây, bây giờ đến chỗ dưới này, nằm bước ở dưới nữa, nhấn rất mạnh rồi này, nó chỉ được hơi đậm đậm kia thôi. Nào phải làm mấy cái bút xanh xanh để hướng dẫn các bạn, bút đấy nó đậm hơn. Đây, các bạn có thể đi cái mảng sắc độ này xong, thì chúng ta sẽ gợi các cái nét cho nó ở đây thêm lên. Cái chân tường này nó bị rêu mốc, nó đậm hơn. Đấy, các bạn chú ý là khi đã diễn nó tương đối thâm diễn thì chúng ta phải làm đồng bộ trong bài. Còn khi chúng ta mà vẽ chỉ gợi nét, gợi về mảng này, thì lại nó lại phải đồng bộ trong dạng gợi đó. Thì các bạn đừng có máy móc quá là phải vẽ thế nào cho đúng, vẽ thế nào cho nó được điểm cao. Thế cái đấy nó tùy vào trình độ và tùy theo cái thời lượng của các bạn khi chúng ta làm bài. Với trường đại học xây dựng chúng ta có 4 tiếng như thế, các bạn vẽ tốt môn 1 thì chúng ta lại dành thời gian nhiều hơn cho môn 2 và ngược lại, thì chúng ta không có một cái ba lem thời gian nào cả. Các bạn chịu khó vót cái bút nhọn nó lên, chúng ta đẩy nhấn nhá mạnh vào cái khu này. Các bạn lưu ý rằng cái điểm của các bạn tại sao chúng ta nó không được điểm cao, thậm chí có bạn thi lại rồi và năm sau điểm cũng không cao. Đấy là bởi vì các bạn còn đang mắc ở những cái điểm nhấn này, mặc dù là hình của các bạn tốt. Đấy, lên khối ở mức độ, nhưng mà còn các cái nhấn nhá này, dù là hình họa tĩnh vật hay tượng hay là vẽ hình họa người cũng thế thôi. Nếu chúng ta mà không giải quyết được các cái lỗi đó thì điểm các bạn thi đi thi lại nó chỉ ngang ngang mức trung bình khá thôi. Trong một cái tác phẩm nói chung hay một bài vẽ nói riêng, nó phải có các cái điểm nhấn. Khu nào là khu chính chúng ta phải nhấn mạnh nó lên. Cái tôn này nó nằm ở phía trước của cái cây này, nên là chúng ta cần phải có một cái đường gọi để cho nó tách bạch cái mảng này ra, không để cho nó bị dính vào. Rồi cái lan dọc của tôn này cũng thế, nó có cái phần ở gần, nó có phần bóng đổ của cây hắt sang. Thế, chúng ta cũng phải diễn. Đấy. Năm 2024 các bạn vừa thi đại học xây dựng xong, nhưng mà cùng thời điểm đó là mình rất bận, nhiều cái video, có nhiều câu hỏi của các bạn hỏi nhưng mà lại không giải đáp bằng hình ảnh được, chỉ hẹn hoặc là nói chung chung. Cố gắng năm tới 2025 và đến từ thời điểm bây giờ, các bạn mà có cần nạp cái kiến thức nào mà còn đang thiếu, hoặc là trong cái các bài tập mình đã làm, thì các bạn có thể comment lại để mình có thể hỗ trợ tối đa cho các bạn.
Đấy, bên kia nó có cái mạc đậm mạnh rồi. Đấy, bên này của mình trước khi buông thì trong này mình cũng phải tìm cái mạc tối mạnh này để cho nó tạo một sự cân bằng về cái độ. Cũng thế, nhắc lại một vài cái miếng tối ở bên kia sang đây nhẹ thôi, bên này của mình nó có là phần bên nhận sáng nên là phía xa gợi khẽ thôi, chủ yếu gợi bằng nét, nhắc nhẹ bằng nét, hời hợt buông nó đi. Dìm một lớp chì này lại để cho nó bật phần sáng ở cái chỗ cái tường, cái chỗ cột này. Các bạn cứ bảo là tại sao thầy nhấn nó đen mà chúng em nhấn nó mãi không đen, chúng ta còn rụt rè nó chưa đen được. Đây là một vài vẽ hướng dẫn tương đối chi tiết cho các bạn. Nếu mà để đi thi, chúng ta làm được như thế này là đã hoàn thiện lắm rồi. Các bạn cũng nên luyện thêm các cái dáng người. Cách luyện dáng người các bạn có thể là vẽ lúc đầu phải vẽ cái đồ tĩnh trước, sau đó luyện các cái dáng động để khi áp dụng vào trong bài này chúng ta có thể gợi thêm cái dáng người vào đây, nó sẽ tạo cho cái bức tranh của mình là sinh động hơn. Ví dụ có cái dáng của cái người đạp xe. Đấy, có người đạp xe ở phía đi vào phía trong đằng kia chở cái sọt chẳng hạn.